như vậy. Nếu như mà hắn lên núi thì sư phụ của em sẽ bị nguy hiểm à? Không được, em phải lên núi ngay. Em đứng cũng không có được vững, làm sao mà lên núi? Em vô dụng, em vốn không xứng làm trưởng môn, cả thù của Thiên Tâm cũng trả không được. Có một người sẽ giúp được em. Người thì không có chịu hứa với ta. Nè, lúc xưa người ăn của ta, ở của ta, ta đâu có tính toán với người chứ. Bây giờ ta chỉ xin người một ít việc thôi, người lại không chịu hứa với ta. Ta đã khó tự giữ mình thì làm sao giúp gì được. Đoạn Lãng à, ngươi cầm kiếm làm người chứ không phải cầm chén thuốc để làm người đâu. Nè chị Thái Hoa, nếu như Đoạn đại ca giúp được cho chị thì anh nhất định sẽ giúp cho chị mà. Bây giờ cả em cũng nói như vậy. Được, cứ coi như là Kim Thái Hoa này quen là một người bạn, để bố nhũ bị tả mã chém chết đi. Đoạn Lãng à, ngươi thiệt là tuyệt tình quá. Ngươi đã biết là ta chỉ có một đứa em là bố nhũ, lỡ như nó bị chết ta sống còn ý nghĩa gì nữa. Ta trước sau gì cũng chết, bây giờ ta chết trước mặt của ngươi còn hơn. Chị Thái Hoa, chị đừng làm ẩu mà cứ nói từ từ đi. Ngươi đã không chịu giúp ta, để ta chết cho các người coi. Chị Thái Hoa. Chị Sắc. Kim Minh đâu? Đoạn đại ca, ta đã nói ngươi nhất định chịu giúp ta mà. Ai mà lên tới trên đó thì chỉ có chịu chết thôi. Với tình trạng bây giờ của anh đâu có thể nào đến lại tả mã. Cùng lắm là chết trên Phái Long Sơn. Hai người nói cái gì đây? Bây giờ nó mất hết đấu chí, lên tới trẻ là chỉ có đường chết mà thôi. Nếu như trước cũng chết, sau cũng chết, sao người không nghĩ tới việc chết chung như tên súc sanh đó? Đoạn Lãng, giữ trạng thái của người bây giờ vốn không thể phát huy công lực sẵn có của người. Người đi kiểu này chỉ là đi hy sinh thôi. Ý của người là sao? Uống nhiều thuốc này vô đã. Sau khi người uống thuốc vô thì có thể phát huy tất cả tiềm năng công lực ở trong người của mình ra. Nhưng mà nổ trong 3 ngày thì người sẽ bị hư hao từ từ mà chết. Đừng nghe Đoạn đại ca. Sư đệ, sư phụ sắp lâm chung rồi, Kim sư huynh đâu? Ta đã phái sư đệ xuống núi kiếm hắn rồi, mà vẫn chưa có tin tức. Không lẽ tuyệt chiêu của Phái Long Sơn từ nay sẽ bị thất truyền hay sao? Kim sư huynh về tới kìa. Kim sư huynh, Kim sư huynh à, về đúng lúc thiệt. Sư phụ đâu? Đang chờ người ở trong đó. Tạ mã. Kim bổ nhũ, võ công ngươi không bằng ta, không đủ tư cách học Kim Long chính thế đâu. Tạ mã, ta lấy danh nghĩa đại trưởng môn nói cho ngươi biết, ngươi không phải là đệ tử Phái Long Sơn, chuyện của Phái Long Sơn ngươi không được xen vào. Bậy bạ, ta đã vào Phái Long Sơn thì suốt đời suốt kiếp là đệ tử của Phái Long Sơn. Ta phải gặp sư phụ để nói rõ giọng. Sư phụ không gặp ngươi đâu. Ngươi nói láo. Tạ mã, sư phụ chỉ muốn gặp Kim sư huynh, ngươi đừng tới đây gây chuyện. Tạm bấy. Để chúng ta đi. Không đổi sức mình, các ngươi ngăn cản ta nói sao? Tạ mã, mối thù giết vợ ta chưa thanh toán với người, ngươi đừng có hiếp đáp người nha. Ta hiếp đáp người hả? Ta coi ngươi là anh em thì lũ quá. Ngươi dông ơn bội nghĩa, từ lúc ta đi nhắn đã nói xấu ta trước mặt của sư phụ, mưu đồ đoạt chức chủ môn. Tạ mã, ngươi mới là dông ơn bội nghĩa. Uổng công ta coi ngươi là huynh đệ, nhưng mà ngươi lại giết chết vợ ta. Sư phụ đã đuổi ngươi ra khỏi Phái Long Sơn. Bây giờ ngươi không có tư cách bước vào Phái Long Sơn đâu. Bậy bạ, chỉ có người giỏi nhất trong phái của Long Sơn mới có quyền được chân truyền của sư phụ. Kim Bố Nhũ, ngươi đánh hơn ta thì cứ việc lên núi. Thank you.
Sư phụ à, sư phụ coi nè, Kim Bảo Vũ võ công kém, Kim Bảo Vũ chỉ có con mới xứng đáng học Thiền Long Chính Thế, và cũng chỉ có con mới xứng đáng làm chủ môn nhân của phái Long Sơn mà thôi. Sư phụ, nếu mà cho Kim Bảo Vũ làm chủ môn nhân, chỉ khiến phái Long Sơn bị hủy hoại thanh danh. Sư phụ à, vì phái Long Sơn, sư phụ đừng trách con tàn ác. Tả mà, ta có làm mà cũng không tha cho ngươi đâu. Kim Bảo Vũ, ngươi vô còn kém cỏi, hôm nay ngươi có chết là cũng tự trút lấy mà thôi. Đoạn Lãng, đây là chuyện của phái Long Sơn, không liên hệ tới ngươi. Kim Sư Huynh, Kim Sư Huynh, Kim Sư Huynh. Sư huynh à, ráng lên nha, ráng lên đi sư huynh, mình phải đi nhanh một chút, nếu mà chậm trễ ai đằng sư phụ trường không kịp chút trưởng môn cho sư huynh đâu. Sư huynh à, dù sao đi nữa sư huynh cũng phải kiên trì. Phái Long Sơn không thể loạn vào tay Tả Mã đâu, sư huynh phải ráng lên nha. Sư phụ sao hả? Sư phụ! Bối Vũ! Bối Vũ! Tiền bối, sao rồi? Tiền bối, sao rồi? Vừa rồi ta thấy ngươi dùng điện phá thần quang hư chiêu. Ngươi có phải là đệ tử có phải Trăng Tròn không? Dạ phải, tiền bối. Hôm nay gặp được người thật là ý trời đã an bài. Tiền bối à, lúc sư phụ của ngươi lâm chung, ta ở bên cạnh của hắn. Hắn giờ đã truyền chiêu này cho ngươi, tức là chưa nói ra tên của ngươi đã về trời rồi. Đoạn Lãng, ngươi phải nhìn cho kỹ cái chiêu này gọi là điện phá thần quang.